Xin kính chào quý vị và các bạn, kính chào các bác. Chiều ngày hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2024, Thắng đang có mặt trên cái chuyến tuyến cao tốc Bắc Nam, địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Và trước mắt chúng ta là cái đường kết nối giữa nút giao Văn Thiện với cái đường Nghi Sơn Thọ Xuân, địa phận của xã Trường Minh. Rất nhiều quý vị và các bạn cũng như các bác quan tâm đến cái đoạn tuyến này, thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay, Đức Thắng sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất về cái tình hình thảm nhựa cho tất cả quý vị và các bác được biết. Thì cách đây hơn một tháng thì các phương tiện thảm nhựa lớp 2 đã được tập trung ở ngay ở ngã ba địa phận của xã Trường Minh, cái đoạn kết nối giữa Nghi Sơn, Sao Vàng và với nút giao Vạn Thiện. Thì trong ngày hôm nay thì Đức Thắng sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất về cái tình hình thảm nhựa các bác nhé. Trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện ở phía trước các bác nhé. Hiện tại thì cái đoạn tuyến này mới thảm nhựa lớp 1 thôi các bác nhé, và lớp 2 mới được 1/2 quãng đường. Cái đường kết nối này thì như các bác đã xem rất nhiều video clip của Đức Thắng đã quay trước đây. Hiện tại thì cái đoạn kết nối này đã được thông xe. Các bác bây giờ có thể là đi ra ngoài Bắc và vào miền Nam từ cái tuyến Nghi Sơn đi Thọ Xuân đấy, địa phận của xã Trường Minh của huyện Đông Cống. Thì chúng ta có thể ngược lên phía Tây để đến với cái nút giao Vạn Thiện một cách khá là thuận lợi, mặc dù mặt đường mới có một lớp nhựa. Chúng ta học mà bây giờ thì đi từ cái nút giao Vạn Thiện, chúng ta xuôi xuống phía Đông để xem là tình hình thảm nhựa tại sao mà đến ngày hôm nay đã hơn một tháng mà cái lớp nhựa thứ hai vẫn chưa được hoàn thành. Trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện và phía trước là cái đường giao cắt giữa tỉnh lộ 512 giáp danh giữa xã Thăng Bình và xã Vạn Thiện. Và bây giờ chúng ta xuôi xuống phía Đông. Tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đến nay trên tuyến toàn tuyến thì sẽ có 7 nút giao, gồm mà nút giao Gia Mưu, Hà Lĩnh, Thiệu Giang, Đông Xuân, Đồng Thắng, Vạn Thiện và Nghi Sơn. Tất cả các nút giao đã được hoàn thiện và thông xe. Cái đây mấy ngày thì nút giao Thiệu Giang và nút giao Đồng Thắng đã được khánh thành rồi các bác nhé. Đây là tin vui cho tất cả quý vị và các bác khi chúng ta đi trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam, địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Cái nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thì đã thông xe cách đây khoảng chưa đầy một tuần các bác nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 rồi. Theo kế hoạch thì nút giao thứ 8 đang được chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải cho cái chủ trương đầu tư. Thì tới đây Đức Thắng cập nhật cái thông tin xem là tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư cái nút giao thứ 8 là cái nút giao Yên Mỹ như thế nào. Đây các bác nhé, đây là địa phận của xã Trường Minh, gần đến cái ngã ba đường kết nối giữa hai cảng Nghi Sơn Thọ Xuân lên đến cái nút giao Vạn Thiện, địa phận của xã Trường Minh. Hiện tại thì mới thảm nhựa được 1/2 quãng đường. Cái đoạn kết nối này thì có chiều dài là 3 cây số, đã cách đây một tháng thì đã là thảm nhựa lớp 2, và bây giờ thì lớp 2 mới được một nửa đường. Khá lâu các phương tiện thảm nhựa đang dừng đỗ khu vực này, cũng không biết là nguyên liệu hết hay là tiền hết, Thắng cũng không biết nữa. Đây các bác có thể thấy là cái ngã ba
địa phận của xã Trường Minh, một trong những ngã ba khá là rộng. Sơn kẻ đường cũng chưa được hoàn thành. Đây là hướng ra phía bắc đường Nghi Sơn này các bác nhé. Chúng ta là cái đường này gọi là kết nối hai cảng Thọ Xuân và Nghi Sơn. Trước mắt chúng ta là địa phận của xã Trường Minh, huyện Nông Cống. Cách đây hơn một ngày thì khu vực này đã xảy ra một cái tai nạn khá là thương tâm. Một cụ ông 70 tuổi đã bị trong khi qua đường đã bị xe tải cán và đã dẫn tới đợt tử vong ở khu vực này các bạn nhé. Cái đường kết nối hai cảng Thọ Xuân và Nghi Sơn ấy, thì khá là nhiều các phương tiện siêu trường siêu trọng chạy trên cái tuyến đường này. Vì vậy mà khi mà chúng ta lưu thông bằng xe gắn máy, đường xe đạp điện, kể cả xe đạp thì hết sức là lưu ý, bởi vì những cái phương tiện siêu trường siêu trọng đi với cái tốc độ khá là cao. Vì vậy mà khi mà chúng ta qua đường cũng như là đi song song, đi ngược chiều thì rất dễ là các phương tiện đó tuyết quài hoặc là tiếng gầm rú sẽ làm chúng ta mất phương hướng, mất lái, rất dễ xảy ra tai nạn. Trước mắt chúng ta là cái cầu Cun nha các bác nhé, giáp ranh giữa xã Trường Minh và xã Minh Khôi của huyện Nông Cống. Cái cầu Cun này thì có cái đường sắt thì các bác nhé, đường sắt song song với cái tuyến đường Nghi Sơn Thọ Xuân. Cầu Cuôn, cái cầu khá là dài. Như vậy là trong cái khuôn khổ video này khá là ngắn để Đức Thắng đưa tin cái thông tin mới nhất mà nhiều bác hỏi Đức Thắng, là cái tuyến đường kết nối giữa Vạn Thiện, cái nút giao Vạn Thiện xuống cái đường Nghi Sơn Thọ Xuân địa phận của xã Trường Minh thảm nhựa xong chưa. Và nhiều bác đi qua là thấy các phương tiện dừng đỗ ở khu vực này khá là đông, mà cái lớp 2 thì vẫn chưa được hoàn thành. Nguyên nhân, lý do tại sao mà lâu như thế Đức Thắng cũng không biết như thế nào. Chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy mà nếu mà không đấy thì đã xong khá là lâu rồi. Thảm nhựa rất là nhanh rồi các bác, 3 cây số thì thảm trong vòng khoảng không đến 1 tuần là xong. Và đã qua hơn 1 tháng rồi. Trước mắt chúng ta là cái ngã tư của Minh Khôi các bác nhé. Video trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đức Thắng xin phép đến đây được kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và